gợi ý phối đồ, đi hẹn hò hay ra mắt người lớn. Style nhẹ nhàng bánh mèo nha bà con. Sad girl. Nào nào, cùng tham khảo các sơ đồ dưới đây. Đầu tiên là đầm hoa, màu hồng nhu mì, form dài qua gối nha. Phối với giày mũi vuông và túi xách nhỏ, màu trắng hoặc kem, điều được. Quá dịu dàng mà đơn giản, hoặc khoác thêm áo len và mũ nồi cùng tông màu, thêm bông tai chân châu, vừa thanh lịch vừa nữ tính. Set thứ hai, phối một em áo len jean màu hồng ngọt với chân váy lưới phối ren form dài, mít dây cổ điển Mary Jane, thêm cái nơ đen cài tóc, cuối cùng là túi xách mini, nhìn vừa khả ái mà ngọt ngào. Set thứ ba, có thể mặc đơn đầm ship ly form dáng tương tự, mít dài búp bê đỏ rượu, thêm túi xách tông nâu tây, nhìn kiểu điềm đạm và trưởng thành. Hoặc có thể phối thêm khoác đỏ, nón đỏ, thêm sắc đỏ, tươi không cần tưới. Set thứ tư, mặc một em sơ mi cổ bèo bên trong, phối thêm đầm hai dây bên ngoài, thêm đôi giày bệt cùng tông hoặc màu da, túi đeo chéo nữa, như tiên nữ hạ phàm. Hoặc mình có thể kẹp thêm nơ, khoác len xanh min bên ngoài, vừa thùy mỹ mà lại hắt tuổi. Set thứ năm, hơi tiểu hơn một chút, mặc một cái áo kính rộng cao tường, phối với chân váy ren lưới form dài, dài mũi ngang, thêm cái băng đô lấp lánh nữa, túi xách không thể thiếu, nhìn vừa tinh tế mà ngoan hiền.